Sáng ngày 4 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương và phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng trở lại trong quý 2. Các chỉ số như sản xuất công nghiệp, doanh thu bán lẻ, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đều có sự chuyển biến tích cực. Thành phố đã và đang giải quyết 113 trên 232 kiến nghị của nhóm doanh nghiệp nhà nước, 169 trên 189 kiến nghị thuộc 148 dự án bất động sản và 20 trên 44 dự án về chủ trương đầu tư, gia hạn chủ trương đầu tư. Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung cao thúc đẩy các dự án đầu tư công cũng như mua sắm công. Về giải ngân vốn đầu tư công, đến ngày 30 tháng 6, thành phố đã giải ngân trên 15.400 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch năm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhìn nhận, kết quả này tuy không đạt mục tiêu đến cuối quý 2, nhưng cao gấp 9 lần so với quý 1 và gấp 2,4 lần cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra, tổng doanh thu dịch vụ tăng 7,1%, du lịch tăng 62,7%. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, những động lực tăng trưởng trong quý 2 là rất tích cực. Đặc biệt, thành phố đã khởi công dự án đường Vành Đai 3. Đây là kết quả của sự nỗ lực cả hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung quyết liệt để triển khai nghị quyết thay nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh gắn với kế hoạch triển khai nghị quyết 23, nghị quyết 31 của Bộ Chính trị. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi kiến nghị chính phủ tiếp tục tập trung điều hành chỉ đạo thực hiện các chủ trương chính sách đã ban hành trong 6 tháng đầu năm, tiếp tục giải quyết các tồn động về thị trường bất động sản, trái phiếu, các thủ tục về phòng cháy chữa cháy, đăng kiểm, sớm phê duyệt kế hoạch sắp xếp doanh nghiệp nhà nước của Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời kiến nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư tiếp tục phối hợp cùng Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện đề án xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.